con? Sao mẹ không cho con sống? Sao mẹ không thương con? Chỉ là mơ thôi. Em nghe nè. Dạ. Dạ. Vậy mai gặp anh ở quán anh Trường nha. Em có chuyện này muốn nói với anh đó. Ê bà, tôi nói bà nghe nè. Sao á? Bà thì bởi bà nói đúng ghê á nghe. Nói gì? Tôi với con dâu tôi á là nó khắc khẩu hay sao á. Ngày đầu tiên tôi gặp nó tôi lên cơn rồi đó. Lên cơn là do bà lớn tuổi rồi. Bà có cái biểu hiện của cái tiền mãn rồi, cho nên bà mới lên cơn. Với lại bà có hợp ai bao giờ đâu, kể cả tôi bạn thân đây mà còn không hợp mà. Ngày cãi hoài. Trời ơi, bạn thân mà nói ra câu nào chặt chém câu đó mà mệt bà ghê á. Tôi hỏi bà nè, bà cưới vợ cho thằng Tôm thì bà phải coi tuổi hai vợ chồng nó. Mắc cái gì bà đi coi tuổi con dâu bà với bà? Bộ bà cưới con dâu bà về cho bà hả? Không phải, cái vấn đề ở đây á là tôi có một đứa con trai thôi, cho nên tôi phải coi kỹ con nhỏ này coi nó sao, nó hợp bổn mạng với con trai tôi không. Chứ lỡ nó về hả, bổn mạng cũng không hợp, mà khắc khẩu tùm lum sao sinh sống được. Dạ thưa chị hai, bà thầy bói đã coi là thằng Tôm với vợ nó rất là hợp với nhau, con cái đề huề, gia đình phú quý và hậu vận rất là tốt. Nhưng mà tôi vẫn lo. Lo gì, bà coi nếu như mà con dâu bà nó hợp với bà mà nó không có hợp với thằng Tôm cũng trở quất, đúng không? Quan trọng là thằng Tôm chứ không phải là bà. Biết rồi, nhưng mà... Nhưng cái gì tôi nói bà nghe, bà nên nắm bắt cơ hội này đi. Cơ hội gì? Thì cơ hội ngàn năm có một này thôi, chứ mai mốt mà thằng Tôm nó lận đận nha, lúc đó bà khóc hận. Thôi tôi về nấu cơm cho con dâu đây, nó sắp về rồi. Ê, mới nói gì? Gì vậy, gì cười lắm chắc gì trời. Cái gì ra là bạn mình cũng đâu có hạnh phúc gì đâu. Tưởng ta vậy mà đi làm ô sin cho con dâu hả bà? Trời trời ơi, khẩu nghiệp dễ sợ chưa. Cái gì tự nhiên nói tôi khẩu nghiệp? Tôi về tôi nấu cơm chứ không phải tôi về tôi làm ô sin. Bà mới vừa nói đây là đi về nấu cơm cho con dâu là bà hầu hạ nó, bà làm ô sin cho nó rồi. Trời đất, quỷ thần thiên địa ơi, cái này còn tạo nghiệp còn dữ nữa. Đúng. Mới vừa nói là sắc ô sin rồi bây giờ là nói hầu hạ nữa. Sao bà dùng cái từ mà nặng nề quá vậy? Chứ sao? Bà nghĩ đi, tay chân tôi lành lặn, tôi đâu có bị bại liệt đâu. Mà để con dâu tôi hầu hạ cơm nước, nói chung là tôi nấu tôi ăn mới ngon, chứ không phải tôi hầu hạ con dâu tôi, hiểu không? Tôi về à. Trời đất ơi, bạn bè gì ghé chơi không có góp một tiếng nào cho tốt, cho mình nghĩ ra sáng suốt hơn, chặt chém nhau không à, tôi ghét. Mà sao bà thầy bói bà nói á là cái con bé này á nó hợp bổn mạng với thằng Tôm, mà sao nó lại khắc khẩu với mình kỳ vậy ta? Trời ơi, em nằm mơ ghê vậy luôn á hả? Vậy là em nằm mơ, em thấy ma em bé giống em hay là giống anh? Thấy ma, đánh số gì đó? Hết hồn, thấy ma đánh số gì hả? Đánh số 13 đi. Mắc gì thấy ma đánh số 13? Số 13 là xui, xui người ta mới chết biến thành ma. Hai người bước tào lao đúng không? Tự nhiên mà đi bàn số. Không có, tưởng là số thấy ma là số 8 á. Số 8 là sao? Số 8 cái còng cái lương tâm mày lại á. Trời ơi, mày nghĩ sao vậy? Tụi mày có lương tâm không? Cái con của tụi mày mà. Trời ơi, vui vẻ cho đã rồi bây giờ nghĩ tới cái chuyện phá thai. Đứa nhỏ nó đâu có tội tình gì đâu. Thiệt, hai đứa bay á. Đây nè, em nhớ không? Nhớ gì thầy? Em nhớ. Rồi mà lúc đó em chưa đẻ sao nhớ được. Tại má kể với anh hai á, cái lúc mà trước khi đẻ anh hai nè, nó là má cũng mang thai mà má sảy một lần rồi. Trời ơi, mà lúc đó là nên hình nên hài rồi. Nó là đứa nhỏ là nó cứ ám ảnh trong đầu của má suốt vậy đó. Tuy là không có chào đời được nhưng mà má vẫn đem gửi lên chùa. Nó mỗi năm vẫn cúng kiến, vẫn làm đám giỗ đám quải đàng hoàng. Tại vì má sợ cái vong nó đi theo má suốt đời luôn. Trời ơi, ghê lắm, ám ảnh dữ lắm. Chứ tụi em làm vậy là coi chừng nó đeo theo tụi em suốt cuộc đời, không có làm ăn gì được luôn đó. Bây giờ sao? Hay là mình cưới nhau đi em. Mình cưới nhau trong đêm. Cưới luôn đi em. Đúng, phải cưới thôi. Đúng rồi. Em nghĩ là phải cưới. Mình dính bầu là mình phải cưới. Không được đâu. Sao không được? Hôm bữa anh đã hứa với mẹ anh vậy rồi. Bây giờ mình lật qua lật lại nhục lắm. Nhục, tao nhục nè. Má nhục nè. Bà con hàng xóm họ hàng nhục với mày nè.
ham chơi ham vui chi rồi bây giờ thè le, thiệt bực bội ghê. Giờ sao? Bình tĩnh đi, anh quyết định rồi, anh đi đây. Đi đâu vậy? Rồi, đi lên phường. Tự nhiên bị bắt vậy? Gì bị bắt? Đi lên phường đăng ký kết hôn. Không, em thà là mẹ đơn thân chứ em không thể nào chịu nhục, không thể nào để mẹ xem thường được. Sao kỳ vậy ta? Sao mình đọc trước quên sao, đọc sao quên trước là sao kỳ nè. Ủa, ai gọi đây? Alo. Mẹ hả? Khỏi chừa cơm cho con nha. Con không có về đâu. Con đang đưa Đan Thanh đi bệnh viện giải quyết. Cái gì? Quyết cái gì? Cái gì? Nói gì nói rõ mẹ nghe coi. Thì tụi con suy nghĩ kỹ rồi, kỹ mới đưa đi bệnh viện đó. Mà bây giờ Đan Thanh khóc dữ lắm mà. Nhưng mà bác sĩ nói á, bác sĩ siêu âm tim thai đập bùm 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 bùm, khỏe lắm mà. Bây giờ hai đứa đi về nhà. Đi về nhà nhanh giùm mẹ, có nghĩ có tính cái gì á, có quyết cái gì á, về đây để bàn tính cho kỹ. Trời ơi, về nhà gì nữa mẹ, để em bé lớn khó giải quyết lắm. Mình phải giải quyết liền mới được. Tội nghiệp Đan Thanh nữa mẹ. Không được, đi về nhà có người lớn hỏi với nhau rồi ý kiến cái còn gì người ta góp ý cho. Về đây. Còn Đan Thanh thì sao? Đan Thanh cái gì? Con có biết là mẹ từ hồi sáng tới giờ mẹ không khỏe, mẹ bệnh, mẹ uống thuốc, mẹ mệt mỏi như thế nào mà con không hỏi thăm mẹ của mình mà cứ lo Đan Thanh là sao? Nè mẹ nói rồi, mẹ bệnh thì phải về đây coi coi sức khỏe của mẹ làm sao chứ. Không hỏi thăm mẹ như vậy là hai đứa không có biết phép tắc đó nghe chưa? Dạ rồi, con biết rồi mẹ. Vậy thôi để con đưa Đan Thanh về liền nha mẹ. Nè, cái thằng này tính toán cái gì chứ? Nó muốn cái gì nó phải về nhà, nó hỏi ý kiến mình chứ đúng không? Trời đất ơi, thằng Tôm nó điện cho mẹ. Nó nói là nó sợ nó về không kịp, biểu mẹ qua coi. Có cần đi bác sĩ hay là mua thuốc men gì không? Thôi, được rồi, con uống thuốc rồi. Con nghỉ ngơi chút con hết mà mẹ ơi. Nghỉ ngơi mà cho khỏe thì mắc cái gì làm cho nhỏ sức bất sang ban vậy? Thiệt là hết biết luôn. Con, đây rồi. Dạ nội, dạ thưa mẹ. Hai đứa ngồi xuống. Dạ. Trời ơi, đổi lẹ không trời. Ô con. Dạ. Sao hốc hác dữ vậy? Dạ, con cảm ơn bà, con không sao ạ. Nè, không có suy nghĩ dại dột vậy nha. Hai đứa đưa nhau mà đi làm chuyện đó rồi là nỗi từ đó, nỗi buồn lắm nghe chưa? Dạ, thật sự là... Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Con chở mẹ đi khám nha. Thôi, mẹ nghĩ chắc bây giờ có tô cháo nóng á. Mẹ ăn xong mẹ uống viên thuốc là mẹ khỏe liền à. Mà sáng giờ mệt quá, không có vô bếp nấu cháo nổi luôn. Cho nên có cháo đâu mà ăn uống thuốc, nên không dám uống sao đau bao tử. Trời ơi, tôi tự nhiên dạ. Yếu đuối ngang vậy trời. Dạ cô, hồi nãy Tâm có nói cô bệnh đó, cho nên là con có ghé mua cháo gà cho cô nè. Để con vô con để vô tô cho nóng cô ăn nha. Không, cô không ăn cháo gà. Cô chỉ đơn giản là tô cháo trắng thôi, cô uống thuốc là được rồi. Cô sợ gà lắm con ơi. Không sao, tại vì con kêu người ta để cháo riêng rồi gà riêng. Cho nên là bây giờ mình lấy cháo ăn không, gà mình để lại cho cô Tôm. Dạ. Ở nhà thường mẹ có ăn thịt gà hả con? Dạ, không. Chỉ bỏ da thôi phải không con? Dạ đúng rồi. Giờ sao tự nhiên ngán gà ngang vậy ta? Dạ, nó thích nhiều hết rồi. Nội cũng đói con, múc dạ. Cho nội tơ. Nha, dạ. Con mua nhiều cháo lắm, nguyên con gà luôn. Không, dạ, mình vô. Để vô. Dạ, để con múc cho nội tơ nha. Dạ. Dạ. Ừ. Muốn bệnh với mẹ luôn. Có cần thiết phải căng dữ vậy không? Đâu có. Cần làm khó dữ vậy. Không có. Bây giờ tính làm khó cái chuyện đám cưới phải không? Tôi tuyên bố nha. Sao? Tiếp tục mà làm khó được thì cái nhà của mẹ ở bển á là cái nhà tương lai của hai đứa nó đó. Ủa là sao kỳ vậy? Mẹ ơi, con trai của mẹ là chồng con á, mới là con của mẹ. Còn thằng Tôm là con của con. Con bé Thanh này nó sẽ là con dâu của con. Ủa, hai đứa nó là con của con rồi nó ở nhà con. Sao tự nhiên mẹ rước về nhà mẹ hỏi là sao? Một không. Là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương bên cạnh anh từ khi thơ bé.
người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến từ nay bắt đầu. Mẹ chồng nàng dâu, làm sao cả hai thương lấy nhau. Vợ mình thương, mẹ thì sao dám làm đau. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến không bao giờ ngừng đâu. Giờ mình theo ai, thân trai 12 bên nước, yeah. Giờ mình theo ai, vì ai mình cũng thương. Phải làm sao đây, nụ hôn đắm say hay lời ru, yeah. Chọn một trong hai, chọn một trong hai.